có về mua ba cá chiên chiên này đó, lại sốt cào, không có sốt cà nữa. Canh chua thơm không người lái canh chua không có người lái đến bỏ tôm vô mà làm biếng. Trời ơi, hôm qua làm gì hả? Dầu gà xeo nấu nuôi, nấu mì. Nó qua là nhoi trời hết trơn nè. Bốn đồng. Thường thường nó chín chín xem coi, bữa nay nó bán nó sáu sáu. Đồ gà rẻ lắm coi. Gà rẻ hơn còn nhiều con. Nhưng mà gà dễ nuôi hơn. Ủa mình không có cái gì à? Đá à? Đá gì? Đá đá, điện đá. Bỏ mấy kia hết đi. Trời quá em ơi. Bớt luôn rồi, tắt luôn. Trời, nó giỏ thơm mà em nấu cho cô Tiên nó uống vậy. Nó làm cực chết màu luôn. Nó làm cực với lo cho nó giúp con đó. Tao nấu bằng cái, em nấu bằng giỏ. Tay bóc nè đu nóng gì đâu cá kiểu
tối nó chơi trước rồi. Ăn đi tụi con ăn đi, nó ăn đi, còn canh nhiều lắm. Ăn trước đi, ăn không đi. Canh giải trí luôn. Ăn đi con, hấp canh đi. Có một tay à. Đấy, chị mua 2 con, người ta mua 3 con quá nhiều. Ăn chừng 2 con. Đây nè, bấm này đã chết rồi. Đây. Có chạy mình. À quá chịu. Khổ quá. Mua 2 con rồi để vậy nó ăn không ngon. Không phải ăn không có hết, ăn không hết để mai nó không ngon. Ăn đi. Ngon. Chín không? Giòn. Cái này cái đuôi nó ăn không?